gần 100.000 tấn rau củ của Hải Dương đến kỳ thu hoạch nhưng gặp khó khăn trong tiêu thụ vì dịch bệnh. Phản ánh của khán giả Phạm Xuân Hoàn có số điện thoại 0988 và số 482. Khi mọi người xung họp quây quần bên nhau cùng chờ đón giao thừa, thì tại các khu cách ly tập trung trên biên giới Hà Tiên, cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ và người cách ly tại đây đã đóng một cái tết vô cùng đặc biệt. Chia sẻ của khán giả Quỳnh Như có số điện thoại 0947 và số 4757. Ngay trong những ngày sau tết, đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số của huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tất bật lên rừng trên năm hái đót, tận thu đập rừng đầu năm. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 và số 4914. Thưa quý vị, sau cú va chạm mạnh giữa ô tô 4 chỗ và một chiếc xe máy đã làm cho cô gái đi trên xe máy bị thương khá nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn nói trên đã xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 18 tháng 2 tại khu vực quảng trường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành, Hồ Thị Huệ. Vào khoảng thời gian trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 67A14757 đi dần thì bất ngờ tông khá mạnh vào chiếc xe máy mang biển kiểm soát 69F159887 do một cô gái khoảng trên 25 tuổi lưu thông từ đường Ngô Đình Hiệp, giai đoạn giao nhau tại bậc xuống như Phúc Thành, Ngô Thị Huệ. Sau cú tông mạnh, chiếc xe máy và cô gái đã văng lên lề đường, cách xe ô tô khoảng 10 mét và bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc ô tô bị cháy sức nhẹ, chiếc xe máy hư hỏng một phần. Tai nạn cũng làm cho một số trang trí bên lề đường bị bể nát. Đường giao thông tuyến biên giới huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên, đồng thời điều hành tốt những khu cách ly tập trung trên địa bàn. Rất là nhiều, em thay mặt tất cả anh em trong đây cảm ơn mấy anh em nhà cán bộ tạo điều kiện từ đêm chiều qua tết.